Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì Vũ Hồng đang ở phường 8 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Đường Sớm Đất nha. Phía trước mặt Vũ Hồng là đường Minh Phụng ha. Và di chuyển lên chợ Bình Thới nha. Và vị trí Vũ Hồng đang đứng ở đây là ngay chợ Cây Gòn ha. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở mặt tiền đường Sớm Đất ha cô chú anh chị. Mặt tiền đường Sớm Đất. À, mà đường Sớm Đất thì có vỉa hè rộng rồi ha. Đó, căn nhà hôm nay Vũ Hồng giới thiệu đến quý cô chú anh chị bạn là một căn nhà một trệt 4 lầu ha. Và căn nhà của mình có địa chỉ là 84 đường Sớm Đất nha cô chú anh chị. 84 đường Sớm Đất ha. Cái hướng này mình di chuyển về đường 3 tháng 2 nè. Đó, di chuyển về đường 3 tháng 2 ha. À, ngay chỗ đó là cô chú chị bạn nhìn thấy cái tòa nhà cao đó là ngay mặt tiền đường 3 tháng 2 nha. Nghe chủ cà ri 357 đường 3 tháng 2 á. Căn nhà hôm nay Vũ Hồng giới thiệu đến quý cô chú chị bạn là căn nhà này nè. Chiều dài là gần 22 mét nha cô chú chị. Chiều ngang nhà là gần 3m8 và chiều dài là 22 mét, gần 22 mét ha. Nhà có kết cấu một trệt với 4 lầu ha. Mái cho thang, chân thượng mái cho thang nha. Nhà mình buổi sáng là bán cơm tấm ha. Bây giờ thì nghỉ rồi, buổi chiều chủ nhà nghỉ á cô chú anh chị. Và đây căn nhà của mình ha. Rồi mời cô chú anh chị các bạn vào đó để bên đó để xem nhà ha. Nhà mình có hướng chính là hướng nam. Nam Tây Nam nha cô chú chị. Hướng Nam nhiều ha, Tây Nam ít nha. Nam Tây Nam ha. Đây mặt tiền nhà mình luôn. Nếu đây là lần đầu tiên xem kênh thì giúp Vũ Hồng đăng ký kênh ha. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi, hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà. Xin nhắc lại hướng này là về đường 3 tháng 2 ha. Và hướng này mình đi về đường Minh Phụng và đi về chợ Bình Thới ha. Địa chỉ nhà của mình là số 84 đường Sớm Đất, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì nền nhà mình, nền sân nhà là đang cao hơn mặt hẻm là khoảng 4 tấc ha. Và bên trong nền sân, nền nhà cao hơn nền mặt sân phía trước khuôn viên phía ngoài này là khoảng 2 tấc ha. Nhà thì nằm ở đường này là cao ráo, không ngập nước nha. À, buổi sáng là chủ nhà bán là tại nhà luôn ha. Nhà mình là toàn bộ đúc phun bê tông cốt thép luôn nha. Rồi mời cô chú chị bạn vào bên trong xem nhà ha. Khu vực phía ngoài này là được chủ dán tường cao lên đến trần luôn. Và nhà mình là có hệ thống cửa cuốn ha cô chú chị. Có hệ thống cửa cuốn bên ngoài, bên trong là cửa sắt nha. À, chị bấm cho mẹ cái cửa cuốn xuống chút xíu á. À, cái cửa cuốn ngoài đây có cái cửa cuốn này nha. À, cửa cuốn mình tích ha. Đây nhà mình có cửa cuốn nha. Rồi được rồi chị. Dạ được rồi chị. À, có cửa cuốn bên ngoài và bên trong là cửa lùa đứt ha. Và cái bạt này mình che cả điểm buổi sáng mình bán nha cô chú chị. Rồi được rồi chị. Dạ được rồi chị. Dạ. Và bên trong là có camera an ninh ha, có camera giám sát nha. Trần nhà thì nhà đúc bê tông cốt thép nhưng mà trần nhà chủ nhà vẫn giật hộp thạch cao ha. Giật hộp thạch cao và gắn đèn trang trí rất đẹp luôn nha. Bên trong thì ngăn cách giữa cái phòng khách bên ngoài và bên trong thì chủ nhà có làm một lớp kính cường lực ha. Đó, đá chủ nhà làm đá ở đây là đá loại lớn nha, 6 tấc ha cô chú anh chị. Nhà cực kỳ vuông vắn và chủ nhà dán dán nhà là từ dưới lên trên luôn, dán từ dưới lên trên luôn ha. Đó, ở đoạn giữa thì để màu sáng, ở bên trên là dưới là có viền ha, có hoa văn ha, họa tiết hoa văn là rất đẹp nha. Rồi mời cô chú chị bạn đi vào trong mình xem nhà tiếp ha. Chiều dài nhà mình đến gần 22 mét, chiều ngang là gần 4 mét luôn nha cô chú chị. Cô chú chị bạn nào quan tâm thì nhắn tin cho chú Hồng qua số 0933787878. Chú Hồng sẽ gửi sổ cho cô chú chị bạn xem ha. Một căn nhà hoàn công đầy đủ
Diện tích sàn Hoàng Công là khoảng 300 mét vuông nha cô chú anh chị. Tường nhà mình đó là dán từ dưới lên trên, ở dưới hai viên gạch dưới là màu khác, ở giữa viên thứ ba là có điểm bông ha, và ở trên cũng vậy, hai viên trên cùng là màu khác và viên thứ ba từ trên xuống là điểm bông, còn 1, 2, 3, 4, 5 viên giữa là màu trơn ha. Toàn bộ nhà mình là dán tường từ dưới lên trên đá hết nha, rất là sạch sẽ, dễ làm vệ sinh ha, kể cả khu vực cầu thang luôn nè, dán toàn bộ, nhà đúc bê tông cốt thép và căn nhà dài miên man, sổ hồng hoàn công đầy đủ nha cô chú anh chị. Ở đây thì gần chợ nhỏ, chợ Cây Gòn á, còn nếu mà nói chợ lớn là chợ Bình Thới, di chuyển qua chợ Bình Phụng, chợ Bình Tây á. Mình rẽ trái thì sẽ đi ra đường 3 tháng 2 và rẽ phải thì sẽ đi về hướng đường Minh Phụng, chợ Bình Thới nha. Ở phía sau tường nhà cũng dán ha, ngăn cách giữa phía cầu thang với bên trong là tấm gỗ cắt CNC nha. Và trần thì chủ nhà giật hợp hai lớp thạch cao có hát đèn màu, đèn led âm trần có tăng cường thêm đèn tiếp 1m2 ha. Khu vực bếp rất rộng rãi nha, khu vực bếp rất rộng rãi, hai cái bếp, bếp bên trái, bếp bên phải, và ở phía sau có một cái khoảng giếng trời ở phía sau ha, giếng trời phía sau chủ nhà để máng đồ rồi làm thêm cái nhà vệ sinh bên trong nha, làm thêm cái nhà vệ sinh bên trong nè. Cái cửa này là mở được nha cô chú anh chị, mở được nha. Đó. Đó, mở ra cái giếng trời rất là sáng ha. Giếng trời này khoảng 2 mét hơn nha cô chú anh chị. Đó. Mở ra rất là sáng ha, lấy gió lấy sáng nha. Đó, nhà có giếng trời phía sau. Do chiều dài nhà mình dài nên mình chừa phía sau làm khoảng giếng trời, căn nhà cực kỳ thông thoáng luôn. Và không gian nhà vệ sinh thì nằm tách biệt do với gian nhà chính, nên là rất là phong thủy ha, nằm ở phía sau lưng là nằm nép về một phía bên tay phải của cái giếng trời phía sau nha cô chú anh chị. Và chú Hồng xin nhắc lại là toàn bộ nhà mình là ốp gạch từ dưới lên trên ha, ốp một cách có nghệ thuật nha, là có gạch điểm đâu đầy đủ hết ha. Trần nhà thì cực kỳ cao luôn ha, cực kỳ cao luôn, gian bếp cực kỳ rộng luôn ha. Và ngoài đèn led âm trần là có đèn trang trí và có thêm hắt đèn màu ha. Chiều dài nhà mình gần 22 mét nha cô chú anh chị. Và đây là không gian của nhà mình ở phía dưới, từ từ phía cầu thang đi ra phía trước nè ha. Đó, đây là ra phía sau nè ha. Không gian bếp cực kỳ rộng nha. Nhà mình xây full hết đất, chỉ chừa phía sau một chút xíu để làm cái giếng trời khoảng 2 mét thôi nha. Mời cô chú anh chị bạn lên trên lầu ha. Cầu thang thì trụ gỗ lớn tay vịn bằng gỗ và mặt đi bằng đá hoa cương ha, đá kim sa nha cô chú anh chị. Đá này đá nhập nè. Mặt trong, mặt ngoài, mặt trên gì là đá hết nha. Và kính cường lực dày 12 ly ha. Cầu thang được sáng theo chiều thuận kim đồng hồ nha. Ở giữa thì có đèn nè, đèn cầu thang nè, đèn cầu thang, à đèn cầu thang đi lên lầu nè. Cầu thang đó là công tắc đổi chiều nha cô chú anh chị. Rồi mời cô chú chị bạn đi lên lầu ha. Trần nhà mình cực kỳ cao nha. Cô chú chị bạn nhìn ha, đây không gian của phía trước nè. Mời cô chú chị bạn đi lên trên lầu nha. Toàn bộ đây là được dán hết nha cô chú chị, dán hết luôn ha. Và nhà mình là sạch sẽ, lau chùi là nó sạch, không cần phải sơn sửa lại mỗi dịp Tết đâu. Đây mình nhìn lại không gian của tầng trệt dưới nhà mình đây ha. Đây là không gian tầng trệt của nhà mình. Xin nhắc lại là nhà mình là được bảo vệ bởi ba lớp cửa, một là lớp cửa cuốn bên ngoài và kế tiếp là cửa lùa, và bên trong là lớp cửa kính cường lực ngăn cách giữa cái chỗ nhà xe với phòng khách bên trong ha. Và Vũ Hồng xin nhắc lại căn nhà mình có hướng chính là hướng nam tây nam nha cô chú chị, có nghĩa là hướng nam nhiều ha. Nếu đây là lần đầu tiên xem kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng ha. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi, hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha cô chú anh chị. Và đây là khoảng giếng trời ha. Cái khoảng không giữa này là mình có tời đồ lên là rất dễ nha, khoảng 1,5 m ha, khoảng trống giữa 1,5 m nha. Cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi Vũ Hồng review căn nhà địa chỉ số 84 đường Sớm Đất, phường 8,
quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là phòng phía sau nha, phòng phía sau nè. Nhà vệ sinh thì ở phía bên ngoài để sử dụng chung cho phòng trước và phòng sau. Toàn bộ nhà mình là được dán tường cao lên đến trần ha. À, thiết bị vệ sinh thì tự động rửa nha nè. Đó. Cửa nhôm và kính cường lực mờ, cửa phòng là cửa gỗ. Đây phòng của mình bên trong nè ha. Đó, phòng thì để cái giường, tủ. Bên đây cũng tủ luôn ha. Máy lạnh. Nhà đúc bê tông cốt thép nên ở phòng phía sau chủ nhà không dựng hợp thạch cao mà để tô thẳng nha. Và nhà mình có mở, có cửa sổ mở về phía lấy gió lấy sáng từ phía giếng trời ha. Đây, cửa sổ mở đẩy lùa đẩy lật nha. Đây mở sửa được mở về về phía cái giếng trời phía sau nhà. Cũng bằng nhôm sinh pha và kính cường lực ha. Ngoài đèn ngoài máy lạnh thì chủ nhà có tăng cường thêm cái quạt nha cô chú chị. Cửa nhà là cửa gỗ, tường nhà được dán cao lên 1m6. Đây khu vực này thì tường nhà cũng dán được cao lên 1m6 ha. Cửa này cửa gỗ gầm xe nha cô chú chị. Rồi mình ngắm nhìn lại không gian cầu thang nè. Tất cả đèn ở đây là cầu treo đổi chiều hết nha. Đây là đây cô chú chị bạn xem nè. Đây. Đó. Rồi mời cô chú chị bạn ra phòng phía trước ha. Mình ra phía trước để mình xem nha. Ở phía trước này là có hai phòng. Chiều dài nhà mình dài nên làm hai phòng ha. Một phòng ngay chỗ cầu thang và một phòng ở phía trước. Phòng cầu thang này thì kính nè. Phòng này thì không có cửa sổ ha cô chú chị. Đây. Mở đèn cái nha. Nằm im đi con. Đây, cái phòng này cũng khá dài nha cô chú chị. Và trần nhà thì cũng dựt hợ, không có dựt hợp thạch cao mà tô thẳng ha. Cô chú chị bạn để ý những cái nhà mà đúc bê tông cốt thép á thì có cái đà rất là chắc ha. Mình nhìn cái đà kìa. Rồi, mời cô chú chị bạn ra phòng phía trước. Xin nhắc lại là trên tầng 2 lầu 1 là chủ nhà là ốp gạch cao lên.